Tôi sử dụng sản phẩm Trường Xuân Vương một thời gian cũng khá lâu. Ban đầu thì để phục hồi lại, còn bây giờ thì đang trong cái giai đoạn duy trì để phục hồi phong độ của đàn ông. Thì các bạn biết đó, sản phẩm Trường Xuân Vương thì được sự kết hợp bằng tất cả những cái thảo dược mà quý của Việt Nam, như là sâm ngọc cẩu nè, rồi ba kích, rồi dâm dương hoắc, thỏ tự tử. Thì những cái sản phẩm mà nhằm phục hồi cái tinh khí của đàn ông, nhất là đại bổ thận. Thì sau khi sử dụng cái sản phẩm Trường Xuân Vương này thì sức khỏe của tôi phục hồi rõ rệt. Trước nhất là cái việc là ăn ngon, ngủ yên và không còn mỏi gối, mỏi lưng, nhất là sau lâm trận. Ngày hôm sau rất là mỏi, thì bây giờ cái cảm giác nó không còn nữa. Thì cái tinh thần tôi nó phấn chấn hơn, tôi cảm thấy là khỏe mạnh, rồi yêu đời hơn. Thì từ đó thì cái hạnh phúc của gia đình nó nồng ấm hơn. Nó không còn cái tình trạng giống như trước này, trên bảo dưới không nghe. Người ta nói là, các bạn biết rồi, người ta nói cái tình trạng mà yếu sinh lý, hoặc là đàn ông chưa đi tới chợ để hết tiền. Cái cảm giác đó đã qua rồi các bạn ơi. Nên hiện giờ tôi chỉ còn cái tin tưởng để mà duy trì cái liệu trình giống như là bồi bổ lại. Nên tôi nghĩ ai vướng vào cái trường hợp giống như tôi thì cứ mạnh dạn sử dụng. Đây là một cái sản phẩm mà của lương y Nguyễn Hữu Trọng. Ông ta 78 tuổi còn lập gia đình lần thứ tư, và đến năm 80 còn sinh được hai con, một trai một gái. Vậy thì cỡ mình thì đâu có sao, cứ uống và yên tâm sử dụng. Và cái đặc biệt hơn nữa là bạn bè tôi cũng sử dụng rất là nhiều, thậm chí trên đài VTV cũng đã giới thiệu sản phẩm này. Nên các bạn cứ yên tâm sẵn mà sử dụng. Và đặc biệt hơn nữa, đây là một sản phẩm không có tác dụng phụ, được bào chế bởi một dây chuyền GMP và được Bộ Y tế công nhận. Vậy mới yên tâm hơn nữa, các bạn sử dụng nha. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.